Cũng trong chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Thanh Khê gồm các ông bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Đoàn Ngọc Trung và Nguyễn Đình Tuấn có buổi tiếp xúc đại diện cử tri phường Vĩnh Trung. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu thông tin đến các cử tri thời gian tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp đến, khai quát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội thành phố 10 tháng đầu năm 2022, đồng thời báo cáo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước. Cử tri phường Vĩnh Trung bày tỏ sự phấn khởi trước sự phục hồi kinh tế xã hội thành phố và cho rằng trong quá trình vượt khó và phục hồi sau đại dịch COVID-19, thành phố đã có nhiều quyết sách hợp lòng dân và có nhiều chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Cử tri kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm đúng mức đối với việc đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước để giảm thiểu ngập úng, nâng cấp cải tạo kiệt hẻm và một số tuyến đường, di dời khu tập thể 324 Hùng Vương đang xuống cấp ở mức độ C, xử lý các khu đất vàng treo nhiều năm, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè và đậu đỗ ô tô gây cản trở giao thông trên đường Nguyễn Hoàng. Cử tri cũng mong muốn thành phố cần xử lý triệt để tình trạng dán quảng cáo rao vặt đang tái diễn, gây mất mỹ quan đô thị, cải tạo cảnh quan hồ Thạc Giáng, Vĩnh Trung, v.v. Các khu đất vàng trên địa bàn thành phố đã chuyển nhượng và bỏ hoang lâu năm, gây ra nhiều hệ lụy và lãng phí tài nguyên đất, không đưa vào sử dụng, kiến nghị thành phố sớm xử lý. Đề nghị thành phố sớm cải tạo xây dựng hai hồ thập nhóm Vĩnh Trung giai đoạn 2 mà thành phố đã hứa trước cử tri nhiều năm. Trên cơ sở các ý kiến cử tri, lãnh đạo phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê và tổ đại biểu đã giải trình, trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận tiếp thu tổng hợp các ý kiến của cử tri, những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố để thảo luận tại kỳ họp sắp đến.